Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lên sóng giới thiệu tiếp cho anh em một cặp loa nghe nhạc cao cấp đến từ thương hiệu Denon của Nhật. Nó thiết kế trên một thùng loa là có hai bát kép anh em nhé. Bát là bát thật chứ không phải là bát cộng hưởng đâu nhé. Một con bát gân ngược, đây, một con bát là gân xua như bình thường, một con bát gân ngược, đấy, gân zin của nó luôn anh em nhé, gân mút zin của nó luôn. Đây, một con siêu tép ở đây nữa. Loa rất là đẹp luôn, độ đẹp của loa nó còn khoảng 98% anh em nhé, rất là đẹp. Loa trang bị của nó là hai bát 10 cm. Cứ tiếp tục thôi. Công suất của nó là 100W một chiếc anh em nhé, 200W một cặp. Trở kháng nó là 6 ohm, chiều cao của một loa đây, cao 30 cm anh em này. Chiều ngang của nó là 16,3. Chiều sâu của một loa là 25. Loa đầy đủ lưới và logo anh em nhé. Phân tần loa khá là gấu luôn. Đây, lưới rất là đẹp. Lưới zin của nó vải zin luôn anh em nhé. Logo đẹp, không xước xẹo, vàng chóe. Đây phía sau loa đây anh em nhé, rất là đẹp, không xước xẹo tí nào. Sáu ôm 100W anh em nhé. Cặp này em để cho anh em với giá là 1.800.000 nhé. Anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. 8574. Em có nhận ship hàng toàn quốc và hộp số cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đưa Anh Ra Bãi để chúng ta trao đổi thông tin của đấy cho nó tiện. Chào anh em nhé.